Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài driver của máy Ring 4012. Thì để mà cài driver được của máy Ring 4012 này thì có hai bước. Thứ nhất là các bạn cài com ảo. Thứ hai là các bạn cài driver của máy. Thì đối với Win 10 để mà cài được cái com ảo thì các bạn phải chúc bộ sút của Win 10. Đây là cái driver com ảo. Để mà cài được cái driver này thì các bạn phải chúc bộ sút cái Win 10. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chúc bộ sút Win như sau. Đầu tiên các bạn vào Start Setting. Chọn Update and Security. Và các bạn chọn Recovery. Restart now. Sau đó các bạn chọn Troubleshoot. Chọn Advanced Option. Mà chọn Startup Setting. Rồi Restart. Các bạn chọn mục số 7 Disable Device. Bạn nhấn số 7 hoặc là F7.
Rồi. Quá trình khởi động đã xong, bây giờ các bạn tiến hành cài com ảo. Các bạn mở file thư mục chứa com ảo. Mở file driver 4012 và file USB Type 3. Tùy theo win của các bạn thì các bạn cài D pin 32 bit hoặc là D pin 64 bit. Máy mình là máy 64 bit nên mình cài cái D pin 64 bit. Bạn chọn Net. Quá trình cài đặt bắt đầu. Bạn chọn Install Thiết Driver Software Anyway. Đấy, bạn chọn tiếp Install Driver. Quá trình cài đặt xong. Bạn chọn Finish. Sau đó các bạn vào Device and Manager, các bạn vào Manager. Các bạn vào Device Manager. Khi máy cài xong thì nó sẽ hiện lên một cái com ảo như thế này. Bấm rút dây ra thì nó mất. Cắm dây USB vô thì nó sẽ tạo ra một cái com ảo. Rồi bây giờ đến bước thứ hai là các bạn cài driver của máy in. Đối với máy Ring 4012 thì bạn nên cài driver của Ninable. Mình đã tải sẵn cái driver của Ninable ở đây. Bạn chạy file driver. Chọn unzip. Các bạn chọn Run WinZip. Ok. Bạn chọn Intone Driver. Accept. Next. Bạn chọn Order. Bạn tìm đến tên máy Ring 4012 PLM cộng. Chọn Net. Đó, các bạn tìm đến cổng COM hồi nãy mình kiểm tra là COM 7. Thì giờ mình chọn COM 7. Chọn Net. Finish. À, Intone. Quá trình cài đặt thành công. Success. Bạn chọn Exit. Sau đó các bạn vào Device and Printer để kiểm tra. Vào Device and Printer.
Đây, đây chính là driver mình mới cài. Mình in test thử. Ok, mình đã detect thành công. Bây giờ mình tạo một file để mình in test. Mình dùng phần mềm Bartender. Đây mình chọn máy in là Win 4012 PLM cộng Finish. Mình cài đặt khổ giấy. Các bạn chú ý là cái máy Win 4012 độ rộng đầu in mask của nó là 105 mm. Thì các bạn để ở đây tối đa là 105 mm. Các bạn để cao hơn là nó sẽ báo lỗi. Ok, mình đã cài đặt thành công. Xin cảm ơn các bạn.